Lúc đầu tiên thì ở ngoài quê thì tôi không có nghĩ tôi vào đây, nhưng mà cũng có một cái cơ duyên thì em nó học ở trong này, rồi nó đưa vào trong này để chơi, rồi tình cờ là biết được ở đây và các bạn cho cái cặp viết ở nhà may mắn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cùng với anh em mới trở đến để tìm hiểu thì gặp được chị, là một người chị tim, là chị nói rằng là em hãy đến đây, và bắt đầu từ đó thì tôi có cơ duyên lại được đến đây. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi. Mỗi buổi sáng như hàng tuần đến gặp anh em đó, rồi mình làm việc đó, đó một điều là cảm thấy giờ đó nó thật sự ra thì nói thì nó quá, nhưng mà nó cũng có cái vui để cho mình mỗi ngày mình thấy là như cái bài hát mình hay thường chọn là mỗi ngày tôi sẽ chọn một người. Tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến